Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, thời gian qua, Điện lực huyện Mường Khương đã tập trung thực hiện công tác đầu tư xây dựng đến các thôn bản chưa có điện. Đến thời điểm này, các xã trên địa bàn huyện Mường Khương đều đã hoàn thành tiêu chí số 4 về điện. Năm 2018, với sự quan tâm hỗ trợ của Điện lực huyện Mường Khương và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, xã Nấm Lư hoàn thành tiêu chí về điện. Qua đó giúp cho Nấm Lư có những đổi thay nhiều mặt trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 100% các thôn có điện và 100% hộ dân được sử dụng điện. Qua cái về cái đã có điện ấy thì bà con rất là phấn khởi và tự tin ở tại quê hương của mình để phát triển kinh tế xã hội. Cái này cũng rất là góp phần cho cái việc xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều xã đã về đích như Bản Lầu, Lùng Vai, Bản Sen và năm 2021 này là xã Nậm Chảy. Điện lực Mường Khương đều tích cực hỗ trợ để các địa phương hoàn thành tiêu chí về điện. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi các thôn bản của huyện Mường Khương có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ cũng như an toàn trong thi công của công nhân. Mặc dù là rất là khó khăn trong cái lúc mà đưa điện đến cho bà con, nhưng mà sau khi cấp điện cho bà con thì là anh em chúng tôi cảm thấy rất là tự hào, vì là chúng tôi là một công nhân ngành điện đã đưa được ánh sáng đến cho bà con, góp phần cùng góp phần rất là nhỏ bé để xã hoàn thành được cái chỉ tiêu nông thôn mới. Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và của ngành điện cũng đã sử dụng nhiều cái nguồn vốn đầu tư để đưa điện về các thôn bản, mặc dù với một cái địa hình và có suất vốn đầu tư rất là lớn. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và tinh thần trách nhiệm của ngành điện, nên đến nay toàn bộ 16 xã, thị trấn của huyện Mường Khương đều đã đạt tiêu chí về điện. Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 99%. Thời gian tới, Điện lực Mường Khương sẽ thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc cung cấp, xây dựng hệ thống mạng lưới truyền tải điện cho các xã ngày một đảm bảo an toàn, hiệu quả hơn, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.